Ta xin hát một bài nhân dịp xuân về kính chúc quý khách và quý vị có mặt trong buổi tối hôm nay ăn một cái Tết thật là vui vẻ, ăn hàng thịnh vượng. Dạ sự như ý, dạ sự kiết tờ.
quách cho phần lên cao một khoảng, bởi vì ổng đủ đâu là ổng cao mới nổi. Thành ra anh xin mời ông học trưởng Quách Trung Bình, chùa Kiến An Cung, mời quý vị vỗ tay. Xin cảm ơn. Mời chị có chơi thôi. Bây giờ mày giờ chú đứng còn học trưởng nó mà cái gì, nhưng mà hay gì chú thương hay gì chồng mày chúng ta. Chúng ta xin hát bài Phượng Hồng. Chị ơi, chú bữa nay là sẽ đi hát bài này đó thằng hai chồng mày nha. Hai chồng mày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thầy xin cảm ơn anh. Và bây giờ xin được kính mời tiếng hát của anh Thuận. Kính mời anh Thuận lên sân khấu với bài hát Tiếng Tròn.